cây da ở trên núi voi này không ai dám leo. Cái nhánh da nó ra bằng đây ra ngoài, ngoài quán mình nó có bọng ngoài trang khoảng đó. Rồi con chim ụt cũng đẻ trong bọng bả leo đó. Bà bò cũng như mày thấy, như bà bò lên cây đó cũng giống hệt nằng lằng cắt kè gì bò lên cây bự chiều cái nó bay lên côn lắm ta. Ông nuôi ra chiều nó bay cao lên trời nó dần. 4-5 anh em nó dần vòng định hướng này. Định hướng rồi nó cắt cánh ra đồng mà đi đâu mất tiêu. Từ xưa giờ tôi thấy loại cá này chưa ông tư? Ta câu trên suối á ông tư. Không phải câu mà làm ta bắt bằng cái gì á, cái nhử bằng cái mồi gì á, không có câu lưỡi câu được. Ở vùng mình à? Ở vùng cao á ông tư, chỗ mấy cái suối á. Nó nhỏ xíu à, nó nhỏ bằng nhỏ, chắc nhỏ hơn, lớn hơn tới cái tàu đủ ăn mình tí xíu. Mấy dòm gì mình tưởng cá heo, mình là cá heo nước ngọt rồi đó. Dạ. Con cá này nó dài quá. Như là nước ngọt mình có thấy ngoài đồng nó có những con cá mà nó cũng cái màu nó cũng sọc sọc giống vậy, nhưng mà nó nhỏ xíu, nhỏ xíu bằng cái điếu thuốc mình vậy đó không tư? Cá khoai cái gì nó nhỏ hơn cá khoai nữa, nó giống cá chạch vậy đó mà cái màu nó hơi bông bông ở vùng ngoài đó. Yeah. Loại cá nhìn lạ ghê luôn nè. Không có dãy cá này anh chờ. Yeah. Con này nó không có dãy không tôi. Ừ. Kỳ lại cá heo mà cá này cái thân nó dài quá. Nó không có bự, tại con rôm bên tôi coi bự với nó, thật sự ra nó có cút này nè. Đầu đũa gì? Dạ, nó có chút xíu à. Ông Tư đó giờ ông Tư thấy cái loại cá nào mà cái mỏ của nó giống như tha son không? Ông Tư vừa không còn gặp con hết hộn giờ nó tha son không à. Ở nước ngọt mình hay sao, cái mỏ nó chót, hai cái mỏ trên nó chót nhịn cá giống cá chàng đó ông Tư. Biết tràn nó mấy thứ tràn chưa? Con biết cá tràn bầu với cá tràn dục à? Cá tràn lá, tràn lá nó mắc nhất. Dạ. Tràn lá nó có chọc chọc. Mình ở trong cái không à? Dạ. Thân châu rồi bệnh tâm xúc cá linh rồi này kia. Mùa nước dịch này xúc cá ấy được nữa. Là cá tràn lá nó lớn hơn hả ông Tư? Không, nó ba ngón là bự dữ lắm. Dạ. Hai ngón là nhiều, nó mỏng dánh à, nó có sọc cọc. Dạ. Còn con ăn nó kho tiêu cũng béo cực kỳ, béo hơn con cá ấy mình. Cái con cá con nói với ông Tư, nó có cái mỏ giống y như cá tràng vậy đó, nhưng mà nó cả trên này nó đỏ tươi một khúc, trên này dưới đỏ tươi một khúc dưới, đỏ y như mình thay son luôn. Chưa thấy. Dùng mình à. Dạ đúng rồi. Chúng con mà xong rồi này kia cái nhà dạ. Ở xong sợ cái giống nó lai mới bây giờ không thôi. Cá nó vậy đó, nó không rẻ rồi mắc à. Con không biết ký nhiều mà con thấy họ mắc nhiều lắm, họ gạn lên nhiều lắm tư. Vậy dài rồi đó ha. Họ kéo lưới nó cũng có, với lại một số người thì họ bán ngoài chợ. Có cá biển thì con biết, cá khoai. Dạ. Cá khoai kho tiêu ngon lắm. Thật ngon. Đừng mà đẻ ăn nó được. Rất tốt, nó hay rất thiệt. Nhưng mà con cá gì ở biển mà mẹ con mua cái trắng trắng dài dài đó, con quên rồi không nhớ. Nó nhỏ đó. Cá cơm hả? À cá cơm mua về mấy lần mua về ăn không nó không được. Ăn không quen con ấy giải nó sảm kỳ lắm. Dạ đúng rồi. Mẹ mua về mấy lần mẹ nói tưởng đâu nó ngon, mua về tính đợt trước mua nó do nó hư hay gì đó mình không biết. Tại mẹ ăn chứ con không ăn con không biết. Cái đem ra bỏ hết, cái đợt sau này đi Hà Tiên chơi mua thêm một lần nữa. Về ăn cũng không được. Do mình ăn không quen hay sao thì không biết.
vậy nó cái kỳ kỳ nó sạm sạm kỳ nó bén nha. Ừ, nó ủ cho ông nữa cái bình ủ 30 lít mình nó ủ đầy bình, nhưng mà về là chừng mình ăn được thì còn có nửa bình. Ủ làm mắm hả ông Tư? Nước mắm á. À, nước mắm. Nước mắm có nước mắm nào bằng nước mắm cá con đó. Dạ. Bà nội với tụi nó đánh lưới rồi nhiều. Con ngón tay tay nè, tay nó xuống quất một lỗ lên có ly dài cháy mỡ tỏi nè rồi gói bánh tráng. Trang ơi. Sao mà mẹ con thấy vậy? Sao mà ăn mỗi lần cũng để nguyên con ăn, nó cũng mổ bụng mổ gì đâu. Nó làm khô rồi á ông Tư. Không quen ăn được nó sảm sảm. Dạ đúng rồi. Con nghe mẹ nó ăn sao kỳ quá, tao ăn được mà. Đâu phải nó phơi ít đâu mà ngon. Nhưng nó phơi cả 10-20 tấn vậy nên càng càng ơi. Nó lấy bù cào nó cào. Vậy là họ mang ủng họ đi vô họ chở rồi chứ sao? Ừ. Nó phơi mẹ với lỗ. Ôi ôi. Dơ lắm. Có cơm mình không thấy ăn, mình ăn lại thấy con ăn. Có trên con một lần con gặp cái cơ sở làm me, me chu mình á. Họ khi mà họ phơi mà nắng á, họ tách ra rồi họ phơi á, rồi họ đi vô trong luôn. Cái chỗ mày là me nó kéo xuống xe bò không? Dạ dạ đúng rồi, nhưng mà bây giờ nó nghỉ làm luôn rồi, làm như là nó ai đâu ăn nữa, rồi dòi tửa không thấy gớm nó bỏ. Như phản ảnh nhiều quá hay sao, bên cục bảo vệ bên thực phẩm họ vô họ kiểm tra họ không cho làm nữa hay sao mà chỗ đó nghỉ làm luôn rồi. Mà thấy dơ thật, thấy họ làm họ chạy với họ đi vô thì thấy ớn quá. Dơ. Ngay mà thăm đứng rồi thì với tà keo nó chở xuống. Dạ. Nhưng mà me của mình ở đây nó có cái loại me kêu là me dán nó mới ngon, còn me đậu phộng nó không ngon. Ngon me đậu phộng thì nó hộp không, đồng cái me không me dán. Dạ. Yeah. Trái nó là bằng hai ngón tay mà bản bự gì dài. Nha. Chua thanh đó. Nó của ông ba mày, anh của ông còn trồng. Dạ. Yeah. Trồng cũng trồng 3 cây lên ta cắt hết 2 cây còn chừng cây. Chờ để dành để sang năm có trái ăn khô nấu canh không Tư? Trái biết bao nhiêu ai đâu mẹ ai còn lấy móc con học được nhiều lột cũng để con keo ăn hết nợ bữa rồi đó. Chị dâu này là miếng lắm. Có ngoại con á, ngoại con chắc có khoảng 7-8 năm nay ngoại yếu rồi không có leo me nữa, chứ hồi trước là ngoại 70 mấy tuổi ngoại chẳng còn leo me rung me được đâu Tư. Mấy chị mình đồng ý. Tao có bà chị bà chết cũng lâu rồi, bà ốm nhất nhỏ hơn ngoại con nữa, nhỏ con hơn nữa. Ôi ngoại con ốm vậy mà bà còn ốm nữa. Bà kêu bà nhỏ cây da ở trên núi voi này không ai dám leo. Cái nhân da nó ra bằng đây ra ngoài quán mình nó có bỏng ngoại trang khoảng. Rồi con chim bồ cũng đẻ trong bọng bả leo rồi đó. Bả bò cũng như mày thấy, như bả bò lên cây đó cũng giống hình thằng lằn ăn cắt kè gì bò lên cây bự. Tại nhỏ hơn cây quá không Từ? Bả gan mày ở cái mà phải nó ngay mặt đất mình không chợ mà tại bả quen hay gì mình không biết. Nhưng đâu bả cũng không quen mà bả gan. Cũng leo ngoài bả bắt 3 con chim một con vô chim một con nào đầu gối mình uống nụ càng ký mấy bà bắt bà bỏ vô trong bọc bà đem vô đem về. Vậy mình có bắt được con chim mẹ nó không Tư? Không. Rồi cái ông chú ruột cái thằng đánh này nuôi con bắt cái thằng đồng văn của Ngô Diệm rồi nó vô đóng quân đóng đồn với chợ voi nó đi theo giường nó bắn cu bắn cò gặp không bắn chết queo. Vậy là họ không biết mình nuôi hả ông Tư? Không biết nuôi, ngủ ngoài giường tre. À. Mùa đó rắn lương rắn đi cá con nào nấy 2-3 ký lương con cả ký lộ nè đem về bị con nướng đồ chín cho nó ăn, nó không ăn đồ sống.
Vậy là nó khôn, nó biết thay về cho mình nướng cho nó ăn không Tư? Tràn rồi ơi. Bên Phú Quốc một lần bày bày giờ đi, đi qua về mà ông cháu mình không ngủ đêm một bạn, nhất là dùng cửa càng. Cái con lớn nhất của nó khoảng nhiêu ký ông Tư? Ba ba bốn ký, ba ký. Ba ký là bự lắm, bự rồi. Bằng vịt xiêm mình. Nha. Yeah. Sải cánh nó dài dữ lắm. Thì sao trong trong mình vậy mà có ta? Mình không có đâu, con hồi xưa mới có. À đừng, hồi xưa. Còn rừng núi cắm còn. Nha. Yeah. Bây giờ nọ mà đi kiếm giống chim mèo bây giờ cũng hơi hơi bị hiếm rồi. Hiếm. Một lần đi đồng đốt bắt chuột, gặp một ổ 5-6 con chim mèo tôi bắt về. Hết tôi nuôi bự cái nó bay vòng vòng nhà này mà tối cái nó đi ăn với bé má bưng nè. Dạ. Yeah. Ba đi soi với đêm một sáng. Ủa cái đó người ta nói mình nuôi nó hay nó lợi nhà nó xui như vậy, ông tôi có cảm nhận được điều đó nó xui không? Không có đâu, con chim mình nuôi nó thấy nó đâu có gì xui. Chiều cái nó bay lên khôn lắm ta. Ông nuôi ra chiều nó bay cao lên trời nó dần. 4-5 anh em nó dần vòng 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 định hướng này. Định hướng rồi nó cắt cánh ra đồng mà đi đâu mất tiêu. Rồi mùa nước nó mới về đây mấy bưng nè, mấy ruộng mình đi chơi ruộng. Mình đâu có nuôi nó. Nha. Yeah. Ít ai bắt nó lắm thì thấy đốt cháy trong lỏng hết trơn rồi. Rồi thấy bắt gom 4-5 con về. Nó lúc đầu mình nuôi mình cho nó ăn thức ăn như thế nào không Tư? Cá chuột rồi kia vậy. À. Dục nhiều nhiêu, mút nhiêu. Con thấy ông Tư có tay nuôi mấy con thú rừng. Tại vì con thấy nuôi con gì cũng sống hết. Chứ bình thường ta nuôi nó khó sống lắm ông Tư. Thấy vật nhỏ cũng như con người nít mình. Cờ dại không biết. Dạ. Yeah. Hả hồng đói, hả hồng đòi ăn đúng cái gì ăn này. Đó tao nuôi vịt tao đứt bằng điên điển mục không à. Mùa nước điên điển mục nó khô đó. Dạ. Rồi giờ vớt một đống về bẻ khúc khúc đút cho anh ăn điên điển đó. Vậy cũng ăn luôn. Nuốt no thôi. Chứ cá đâu còn câu kịp, hồi đó lầm tâm mương mày câu lát anh rổ mình bưng nặng vậy. Trang. Ký 2 ký lầm tâm mương. Kho tiêu ăn đã lắm. Dạ. Nướng kho tiêu. Cái con cá lòng tông mương nó nhỏ xíu vậy mình câu bằng cái mồi gì vậy? Nhìn câu cái lưỡi câu sao mà nó dính được nó không Tư? Câu cá rô mình nó con nó bằng ngón tay nó dài cái gan này mình nó có sọc đó. Dạ. Không con biết nó mà cái lưỡi nó cái miệng nhỏ xíu sao mình câu dính không Tư? Nó dài dọc con nó dài cả gan mình cho không nó bự bằng gần bằng chân cái mình nó chứ nhỏ đâu cái chèn ù tôi giật nó nhất là thả trâu. Dạ. Mày thả trâu ngồi lưng trâu đó gần câu mình trâu nó lội nó ăn nó quơ cỏ này kia con này kia nổi lên á. Dạ. Mày giật lát mấy ký lô đó thả xuống giật lên mắt nhìn nhện đồ mù cào nó cũng đeo lưng trâu đó. Dạ. Bắt móc mà dục xuống đi dính tiền, dục xuống dính liền. Học cái am. Cái năm ông còn nhỏ ở đợi lăn ruộng vậy hồi đó. Mùa nước giật bà cố nổi mấy cái mưa cá linh, cá đồ, cá heo nó ra. Dòm đỏ nước luôn á ta, chứ không phải như giờ. Dạ. Rồi ở bên Hòa Hảo mấy ông kêu bằng kéo kéo xịt. Mấy ông đường treo nguyên cây vậy mấy ông trẻ mỏng mỏng rồi mấy ông đường cũng như cái kia mình. Dạ. Yeah. Mà nó bự lắm, tới 3-4 người kéo, người đẩy nữa. Người nắm cái mí đầu, rồi lấy dây lôi lên bờ, người nào cạn người lôi lên bờ kéo ta. Dòng
cá liềm kim anh ơi, kéo một lát một chuồng, kéo một lát một chuồng. Sao thời đó nó nhiều dữ không Tư? Dữ lắm, mà cá liềm kim cũng là anh chết, mày câu ra một lát rồi co ăn tối ngày. Dạ. Như vậy giống cá đó nó không có được ngon là ra người ta không ăn nhiều, người ta thả nhiều không Tư? Mà nó cô mà là đóng quân Sài Gòn về đây mua. Dạ. Cá liềm kim. Về mùa nước giật này là mùa tháng 10, tháng 11 mình nè. Dùng cá nóc nó chạy thêm, tôi mua khô cá nóc đem lên ăn. Khô cá nóc làm khô được luôn không Tư? Khô không không, mà những cái nè con phơi một nắng ăn mới ngon. Dạ. Còn mình phơi hai ba nắng là ra dầu hết ngon à. Dạ. Ăn khẳng khẳng kỳ. Còn miếng, còn miếng mới phơi chừng nửa nắng mà ăn đã lắm. Dạ. Rang cháy vàng Tư ăn béo ngay. Con cá lồng kìa mình phơi khô để lâu nó có hôi dầu không ông Tư? Không mày. Dạ. Về đây mua cá lồng kìa đi xuống với bãi xiên bãi chào như mua cá kèo. Cá kèo ngọt nước ngọt mình không Tư? Ừ, cá kèo nước ngọt mình không, đâu có nước mặn. Dạ. Bà cố nậu ra ở dưới bãi xiên đường xuống trời Vinh tới mùa nó đổ ra mưa vậy nè, rồi nước lên đó. Dạ. Nó ra người nước luôn, nhà nào cũng chuẩn bị 4-5 phi dầu lửa mình để mùa đáy cá kèo đó. Tận làm đèn đốt không Tư? Ừ, làm đèn đốt hai bên nói cá. Dạ. Hồi đó mày cá kèo này con đi con đâm lát hai ba thằng nhậu thấy bà không á, theo mấy Dũng trâu nằm đó nổi lên lú đầu ông ta cái tay cái lú đầu mình đã bình bình mình chĩa dây chị mình nè. Dạ. 4-5 mũi mài chỗ bén ra cây vô sọt lát về ăn thấy bà luôn. Vậy là nướng không Tư? Nướng nó béo hơn cá chạch mình nữa Tân. Hồi đó đóng ở Biên Hòa với ông về đây mùa nước giật mình mua cá kiềm với cá heo. Dạ. Cá heo mấy cái cầu đường ra nhà bạn mình núi Sam đó đáy nó mạnh, rồi xuống người Ba Xuyên rồi mua cá kèo ở đây cá kiềm với cá heo không ạ. Dạ. Kiềm nhiều cá heo thì con mua con ăn bữa hai bữa đâu có ăn lâu được. Cá heo mình đâu có làm khô được sao không Tư? Làm khô được nhưng mà con ăn cũng bữa hai bữa để lâu nó hôi dầu. Dạ. Mở nó ra nó hôi ăn được. Ừ. Ý là con cá lăng nó vậy mà làm để khô để lâu nó còn ra dầu đúng không Tư? Dạ. Cá lóc cũng ra nữa. Trên kỳ nó mở. Dạ. Mà con nghe dường như con nghe lúc trước con nghe ngoại nói là làm xong mình lấy cái mình làm khơi khô xong đó, mình bỏ vô cái bao chấu mình ăn lâu được đúng không Tư? Cái bao bố tời mà. À bao bố tời. Con mần khô con để bao bố tời. Con mới sắt cho bằng thẳng rồi con lấy dán con đè là dằn thẳng băng. Dạ. Rồi để cả năm rồi ăn. Mình mất luộc đó không ông Tư? Để lâu rồi không phải luộc. Dạ. Rồi tao mần cá bông rồi mới luộc. Cá lóc nhỏ nhỏ mình luộc. Dạ. Dạ. Cá bông mần khô con còn 2-3 kg lô. Cái tờ con cá nó 10 kg luôn mà. Ôi giời ơi. 5-6 kg. Thì nó mở dầu quá nhiều con mần vậy. Tao đem về đây. Mấy ông bạn đó ông đi săn nghe ông săn về lại đâm. Đi đám dỗ. Có màu rừng không Tư? Lâu lâu kéo lên nhậu, nhậu 1-2 ngày đi là thiếu gạo mà có ai đâu cho mình mà. Dạ. Bắt về xúc nhau ăn nhậu đã rồi gì. Mình thấy cái đời cũng vui tốt. Nhưng mà con nghĩ ông Tư sống sống tốt, tình làng nghĩa xóm mà nhà mọi người cũng yêu thương quý. Lắm, anh em thương lắm, anh. Dạ. Thương mình thương con bơm rượu. Hết màu đâu. Nhưng mà cũng được không Tư? Được, chống nước phèn, chống đời đời, chống được. Nói gạo lúa thiếu gì không đời nào, thằng nào nhậu lợi đời chú của mày vài lít gạo. Dạ. Nhậu không chay nằm đó là tỉnh, lộ gì.
Ủa cái con cá bông mà nó 10 kg như vậy ông Tư, làm khô phơi chắc con nghĩ cả tuần mới khô không ông Tư? Trẻ thổi nhỏ nhỏ vậy nè. Ông bằng mắm luôn, tôi có con bằng mắm rồi còn 6-7 kg. Trang ơi, cháu tính là con mắm nó cứng đó. Tàng ơi, đem ra đám cưới rồi đó, đám cưới chị anh này rồi này kia, đứa nào cũng con bò con heo. À, con biết ngộ sao ngày hồi xưa ông bà mình đám cưới là mất bằng heo bằng bò không Tư? Mình đãi nó đầy đủ hơn, con cháu dòng họ đông á. Dạ. Nó lại nó dọn dẹp rồi này kia, nó tiếp con mình ăn đủ rồi, chưa đâu phải chứ tiền đâu có dư đâu. Dạ. Của chẳng thì nó ăn ngồi thì dư. Dạ. Bà nội trưởng tộc rồi chui trai chui gái hợp lại, ta đem rượu bà Tư mày bằng cái hũ cặp da bò mình mà hũ nhỏ đó. Dạ. Mình thịt heo tao luộc ba rọi nhận với mắm luộc cho mình luộc đem ra dĩa nào hết thật mày thấy thương. Một góc bữa nằm tao cũng còn gì cá bông thì chắc ra trộn với ba rọi lỗ tai rồi đó. Dạ. Lỗ tai heo như đu đủ như củ riền cũng bằng cho nhiễm, gừng cũng bằng cho nhiễm thì trộn luôn. Yeah. Ăn cái tư. Mày đem dĩa thịt bò hay rồi cái heo cởi nguyên, mắm đem dĩa nào mất dĩa nấy còn hơn ruồi luôn. Anh góp thấy thương, nhất là cái bàn trưởng tộc thì chú bác ruột anh em ruột không mà. Dạ. Yeah. Ủa mà sao ngộ từ đám cưới trên kia mà kéo người ăn là sao ta? Bên ông ăn đám cưới rồi lại bái gì xong vui rồi tiếp lại trưởng tộc mẹ gì nằm giải cánh nào cũng cánh lạnh bồn quá ngon. Con ăn đám cưới kia đâu có nhà ăn không được. Ế bò heo ế tao đem mắm ruột, còn mắm ruột cá bông không nữa, tao bận cái hũ nhỏ cũng hũ 10 lít nữa đem gì là mầm cái ruột cá không hả ông Tư? Cá không. Dạ. Ruột cá không thì con trâu con tính ăn gấp mới được, để lâu ăn thâu dầu. Dạ. Bà nội ăn mình thấy thương. Mà tính ông bà mình làm mắm cũng khéo quá ông Tư. Tại con cá nếu mà mình ủ mà không kỹ nó bị thối, nhưng mà ta ủ xong rồi ta làm mắm cái nó thơm. Con sẻ con mắm. Dạ. Cái đường trường nó có lằn quyết để ruột gan nó tính rồi đó. Dạ. Mà con không lấy dao con nạo trong đó để máu nữa cũng mắm hay thì ta kêu mắm trở. Dạ. Vì cái máu đó nó ra máu nó máu đặc không à. Dạ. Ra cho nó đen rồi còn làm gì làm không rõ nó kính cỡ nào chào cỡ nào cũng rõ. Thầy lấy cái mũi dao của con nào con chưa cũng chưa sạch. Dạ. Rồi ba cái bơi mang nó là muốn mặn đầu ăn ngày nào chưa sạch. Cái cục nhớt rồi lấy ra. Cái đầu cá bông chín 10 kg cái đầu chào bá vậy. Từ chân với lỗ tai heo rồi này kia ai ông ăn mà có ông mình thấy ham ăn rõ ràng gấp đũa nhát vô họng gấp đũa khác. Không phải đâu ông Tư mà chú bác tao không có ăn tao ông Tư làm quá ngon với lâu lâu mới được ăn lần cái món vậy á. Dạ chứ không phải là rồi này là mấy chị rồi cháu con cháu chị có một người hai người chị cũng nhà giàu ông đi nguyên về là bao nhiêu mắm lên cân hết. Vậy là ông Tư làm sẵn rồi tránh em về cân luôn hả ông Tư? Làm đánh muối không mà đâu có trao thích. Dạ. Muối rồi con trải cao su này nè, cao su che mưa đó. Dạ.
cải với lườn chuồng mắm đổ xuống dưới nhà đậy lại cho kính, không cho hơi nó bốc hơi nước rồi vô nước rồi cuốn. Ủa vậy là mình muối ở chợ mà mình đem về, vậy là ông Tư phải muối nó mặn dữ lắm, mặn luôn không Tư? Muối mặn. Dạ. Yeah. Con vừa con phải rửa lại. Rửa lại con muối lại nữa. Yeah. Dạ. Phải mùa đâm cá bông, phải nghe mùa tháng 10, tháng 11, tháng 10. Kiểu đâm mệt nghỉ chứ còn không biết làm sao mình đâm cho hết. Dạ. Yeah. Vô có chỗ cá bông mà nằm mấy lớp vậy mà. Ôi ôi. Ngựa có con muốn mặc cái lù. Mấy bự quá đâu dám đâm, chịu mình hiểu chịu á. Vậy đó chịu phải ngậm cho giữ, cho bút rồi cho giữ. 9-10 kg, 6-7 kg này mình kia đâm cự. Từ cải chuyện ăn uống có một số người nói từ cải chuyện toàn là ăn uống gì đâu mà mấy cái món gì đâu mất thèm quá. Đồ ăn không nha. Dạ. Ông nghèo lắm nhưng mà ăn cái ăn uống anh em ăn nhậu đám tiệc thì ông không hà tiền. Dạ. Hồi đó ở nhà ông có đám tiệc thì con cháu là lại. Con cháu nó mình cực khổ như ông cháu mình cực khổ mình. Ít không có được ăn mấy món đó nữa. Dạ. Yeah. Cứ ăn này đây là cái miếng ruộng này là từ cửa nhà ông qua đường mà. Chè hai cây đạp thôi. Trong cái đạp nhà đóng cứng luôn. Bốn mấy mâm thiếu. Dòng họ anh em được không? Không mời người dân đâu. Dòng họ bà con mà bốn mấy mâm dữ không Tư? Bốn mấy mâm không đủ lắm. Tràn thôi. Đông lắm. Dạ. Vừa nghe ông đám cưới người ta mừng lắm. Có mồi. Lên nguyên đám cưới. Đám cưới danh làng này nè. Không bà con anh em ở xóm này thôi. Kéo nguyên đi đám cưới dòng họ anh em cũng kéo hết lên đây. Ở dưới để đại khách. Khiên ba canh rượu 90 lít để con lên trải cái bao đệm, mỗi lần không có tấm đệm bằng bao đất mình là bự lắm. Dạ. Yeah. Mấy trăm miếng rồi. Trải ra rồi ngồi dưới bàn ghế đâu ngồi, bàn ghế mình trải. Rồi đó đám cưới cực cái là mượn bàn ghế, để con cháu mình đi khiên giác cả. Dạ. Yeah. Ở ngoài bưng thì chèo chuồng. Đó ông cũng liếng khỉ lắm mày ơi. Chèo xuồng mình trong dân trong núi làm biến chèo. Ra ngoài bưng 4-5 thằng chèo mượn phải mượn. Cả ngày trời chứ đâu phải mượn lát đâu. Dạ. Mượn nhà này rồi mượn nhà kia rồi chắc xuống ghe. Chẳng gì. Rồi tao mới đố tao nói bây giờ thằng nào mà nói sao mùa lúa cắt lúa mùa nữa. Dạ. Nước nó đổ đó. Thằng nào mà chèo mà cho mấy nhỏ này nó chọc xuống nó chữ á, rồi mà tao chèo cho nghỉ. Không nào chịu nè, tao nói vậy rồi, bây giờ không ngon ông chọc nó chữ đi, tôi chèo cho ông nghỉ, từ đây về nhà chèo tới chèo lui chèo hết. Dạ. Nó về đó. Con chuồng mơ lúa đừng ba gái giỡn rần cái lúa thân ngang nó dòng má chèo tao hất nước cái ào ướt đầu ướt rồi. Chữ vậy rồi ta. Rồi chúng nhau với ghe mới mượn hồi đó bàn ghế vui lắm. Dạ. Đi mượn 5-7 đứa vậy đó rồi khiêng ghế bàn xuống ghe rồi chèo về. Dạ. Lũi cười lũi nhau mấy con nhỏ kia cười. Cười vỗ tay nó cười cười riết con nhỏ nó. Ôi chữ tao quá chữ. Anh em ta cười giỡn nó đố gì đó ta cười giận tao đứng nghe nó ngóc đầu tao nói nhưng đĩ ngựa đó ai cũng buồn được luôn. Ban đầu nó chữ cũng thưa thưa rồi ít rồi
nó ngóc đầu lên nó nói như đĩ chó đĩ ngựa đó, ai gì giận nó dữ quá hút thử thêm hút nữa chữ luôn, chữ xa chữ lớn tiếng luôn chữ mà thấy trên mé sông đứng trên bờ lộ đứng coi quá chữ, mà mùa nó bơi đi cắt lúa đâm lắm vui lắm dạ. Cắt lúa mùa bơi chuồng không à, cắt lúa con chắc lên chuồng con luôn dạ. Cắt được bao nhiêu có lứa nào nó gom được không? Cái đi mượn mà mượn bàn ghế là cái thờ của dì con còn nha, dì thứ năm con đi cưới đi gả là nhà con có đi mượn nha, lấy cái cây tre mình ông đi xỏ xỏ ghế xỏ ghế ghế đẩu không à, đâu dạ. Có ghế gì đâu dạ. Ghế đẩu có bốn cái chân chọt vô kiên về bàn về chổng giường này kia nè dạ. Chúc nhau kiên đàn ông thanh niên kiên không đám cưới hồi xưa ấy, bữa đám cưới còn nhỏ nó cười con nó phụ nhau nó mặc cái cũng theo quốc tế nó ngồi nó phụng ra chà bá nó đéo mẹ con nè nó ngồi vậy đó bốn năm thằng đàn ông chung vô quần nó đục còn mát nó không mưa ngày xưa nhiều cái vui nhất là cái mượn đồ đám cưới nữa mà thời đó mượn hết tâm tư chén bát đũa dao thớt mượn này hết, kia mượn hết mượn nguyên cái xóm vậy đó dạ. Mượn nguyên xóm vậy là đằng xóm đó người ta có gì người ta mượn mình lại dạ. Mà vui nha hồi đó cái đám cưới thời xưa vui lắm, sáng thì đi mượn đồ xong rồi qua cái đầu sáng cái súng nhau làm cái cửa ngõ ai là chặt dừa lá dừa chặt ai chặt đúng đỉnh thì chặt bông là bông tao ra kìa đó tao ra ngoài châu đốc tao lấy củ hành mình với sâu dừa dạ. Tao làm con rồng dương phụng cái thằng đó chủ tiệm vàng nó cưới con cháu của bà Tư dạ. Nhỏ đen như miên vậy, trong những thương nó cứ vậy vào tột đỉnh và đi nước ngoài rồi. Duyên nợ tư tao lấy củ hành mình, củ hành đều bằng ngón tay cái mình đã chắc ra tao làm dễ bụng dạ. Còn trong thân như châu dừa không à tràn rồi vui bụng rồi làm tàu đỉnh đỉnh người ta mo cao này kia nè dạ. Và hồi đó quay phim chụp hình quay phim đâu có chụp hình dai dai dạ. Rồi nó chụp hình mà quá đẹp vậy là phải làm hai con ở bên con bụng bên con rồng dạ. Cái Loan Phụng Hòa Minh á dạ. Kéo chiên nội củ hành không mấy kg củ hành á dãy con bụng rồng cắt như vậy nó không cay hả ông Tư hả các ông cắt như vậy nó không bị cay mắt hả ông Tư không có con mận rồi con để lên nấu cay mình cắt ra miếng rồi lựa miếng nào nó hợp nhau lớn theo lớn nhỏ theo nhỏ dạ. dài như cái lông vũ chiên vậy đó cái lúc ông sắt nhanh không cay à cay thấy bà chứ không cay cậu ngựa quẹt vô mắt là chảy xuống mắt liền của anh Kiều